Anh ơi, anh. Gì đây? Anh ơi dậy đi. Dậy đi em bảo. Sao đây? Em bị chuột rút đau chân quá. Anh bóp của em cái chân với. Dài ạ. Thì bà bầu là chuẩn bị chuột rút. Em có biết ngày mai anh có một cuộc họp quan trọng không? Cứ như kiểu chuột rút là chết đi không bằng á. Nhưng mà bụng em to quá, em không với ra để bóp được. Anh giúp em với. Anh mệt với em thật đấy. Cả ngày anh đi làm vất vả về rồi. Bây giờ ngủ thôi cũng không yên với em. Em chịu khó một tí đi. Anh Ngao ơi. Đi đâu rồi? Ra nhà tí nào Ngọc ơi. em đây em đây em đây Làm cái gì mà lại về đấy hả? em đang dọn dẹp ở trên nhà mà anh say đấy à? Để em đưa anh lên phòng nhá. Đây, khoát khoát lại vai em. Từ từ. Giới thiệu với cậu, đây là Phương Anh, em gái tôi, mới du học bên Pháp về. Chào em. Chào anh. Sau này nó sẽ là phó giám đốc của cậu. Hai anh em làm quen với nhau đi, rồi dễ làm việc với nhau hơn. Anh Nam cứ khen anh nhiều, làm em cũng tò mò với anh lắm ạ. Có gì đâu, anh cũng chỉ là một trưởng phòng bình thường thôi. Anh Nam cứ khen anh quá đấy. Anh lại khiêm tốn rồi. Hai đứa nói chuyện tự nhiên nhé. Anh ra ngoài nghe điện thoại. Anh Tài, em mời anh. Mày. Anh Tài này, anh giỏi giang như vậy thì bên cạnh cần một người phụ nữ xuất sắc. Như vậy mới xứng với anh đúng không? Cảm ơn em. Nhưng mà anh đã có gia đình rồi. Anh cũng thương vợ anh lắm. Đấy, người đàn ông vừa có tài lại yêu thương vợ con như thế, đúng là hoàn hảo mà. Em bảo này, anh có vợ cũng không sao, anh yêu vợ mình cũng được, em không cấm. Nhưng mà ngoài lúc thời gian ở với vợ ra, anh dành thời gian cho em nhé. Không được đâu. Làm như vậy anh vừa thấy có lỗi với vợ anh, vừa có lỗi với em, lại không phải với anh Nam nữa. Thế cho nên từ nãy đến giờ coi như em chưa nói gì. Thôi, nào chúng ta uống đi. Chúc tình đồng nghiệp của chúng ta mãi mãi như thế này nhá. Dạ vâng ạ. Mời giám đốc. Mời em. Thế là bụng thế nhỉ? Tôi chết rồi. Làm gì mà không nghe máy? Nghe máy đi mà. Chồng này đi đâu mà nhà cửa tang hoang thế này không biết à? Ngọc ơi, em làm sao đấy Ngọc ơi? Tài ơi, có ai ở nhà không? Ngọc ơi tỉnh lại đi em. Em ơi. Ngọc ơi. Em đâu rồi Ngọc ơi? Ngọc ơi.
Alo, em đi đâu không đóng cửa đấy? À, mày có nói được nữa à? Vợ mày có chuyện, đang nằm ở bệnh viện kia kìa. Đến bệnh viện luôn đi. Chị Tuyết ạ, vợ em đang ở viện nào đấy chị? Viện tỉnh. Là vâng, vâng, vâng. Chị ở đấy đợi em đến luôn ạ. Thằng khốn nạn, chỉ vì sự ích kỷ của mày mà làm hại hai mẹ con nó. Mày không xứng đáng được làm người. Trả em lại cho tao, trả cháu lại cho tao. Vợ, anh xin lỗi. Cũng chỉ vì anh quá vô tâm, không quan tâm đến hai mẹ con em, cho nên mới để hai mẹ con em ra nông nỗi này. Anh hối hận lắm. Tỉnh lại với anh đi. Anh hứa chỉ cần em tỉnh lại, anh sẽ lo cho hai mẹ con tất cả. Anh không vô tâm như vậy nữa đâu. Anh xin em đấy, tỉnh lại với anh đi. Em ổn rồi mà. Là sao vợ? Đây, thằng bé rất là khỏe mạnh nhá. Là con em mà chị. Ngập, là con của chúng ta đúng không? Là tao nói dối mày đấy. Nói để cho mày sợ, mày biết quan tâm vợ và không còn vô tâm với vợ mày nữa. May là tao đến nhà mày kịp, không thì không biết vợ con mày sẽ như thế nào. Em xin lỗi chị. Em hứa từ giờ sẽ quan tâm đến vợ con em nhiều hơn. Ngập, anh xin lỗi hai mẹ con em nhiều. Hứa thì phải thực hiện đấy nhá. Em biết rồi, chị cũng thấy rồi đấy. Vừa rồi em tưởng mẹ con cô ấy làm sao, em như chết đi sống lại. Thật ra là em muốn anh thay đổi, để sau này con cái mình noi theo. Chị Tuyết, em cảm ơn chị nhé. Ừ, chúng mày hạnh phúc là chị vui rồi. Mà công nhận lúc nãy chị diễn đạt thật đấy. Mà thôi, đi bố bế nhá, bác đi về nhá. Có gì thì gọi chị nhá. Vâng. Ôi, trộm vía yêu lắm cơ. Con chào bác Tuyết đi. Nó đã biết nói là mà chào. Chị về đây. Dạ vâng ạ. Anh chưa ngủ à? Anh làm cái gì thế ạ? À? Mày được lắm. Mày đi cặp kè với Giai đúng không? Hả? À, sao giờ này mày mới vác mặt về? Mày đi với thằng nào? Nói! Anh làm sao thế ạ? À? Hôm nay công ty của em ăn liên hoan. Em đi ăn với đồng nghiệp. Em có nói với anh rồi mà. Em có đi đâu đâu mà anh bảo em đi với trai. Tiệc tùng cái gì? Trên người mày toàn mùi nước hoa đàn ông mày còn cãi à? Phụ nữ đã có chồng đi đêm về hôm nhậu nhẹt say xỉn. Còn ra cái thể thống gì không? Anh ơi, bây giờ em đi ăn tiệc, ở đấy có biết bao nhiêu là người. Nước hoa của ai ám vào thì em biết làm sao được ạ? À? Bây giờ tao nói mà còn cãi á? Mày cãi được không? Em không có cãi. Nhưng mà có sao em nói như thế? Em đã bảo là em đi ăn tiệc với bạn, em không có cầm kè vai hết mà. Hôm nay mày còn cãi tay đôi với tao nữa cơ à? Mày thì thấy tao dạo này thất nghiệp, mày khinh tao, mày ra ngoài kiếm được khác ngon hơn đúng không? Chỉ có mày đi với thằng sếp thôi. Mày nói mau, chúng mày vừa đi khách sạn đúng không? Anh đang nghĩ đi đâu vậy hả anh Nam? Em xin anh đấy, anh đừng có nghi ngờ em như thế nữa được không? Mày còn già mồm à? Từ mai ở nhà không có làm ăn gì hết. Sao mà anh vô lý thế nhở? Thế bây giờ em ở nhà thì lấy gì mà sống? Cầm mồm. Tao nói một là một, hai là hai. Cái ngữ như mày á, sờ hở cái là ra ngoài kiếm trai. Làm ăn cái gì? Tao nói mày biết nhá, từ hôm nay mày ở nhà, mày mà bước chân ra ngoài tao đánh gãy chân mày. Bực hết cả mình. Mày đây rồi. Anh à. Tao bảo mày làm sao à? Tao bảo mày không được đi làm nữa, mày vẫn cố trêu ngươi tao à? Anh bị cái gì thế hả? Đây là chỗ tôi đang làm việc mà. Tự nhiên anh đến đây gây rối là sao? Bây giờ tao cho mày hai lựa chọn. Một là mày đi về, tao sẽ để yên chuyện này. Hai là tao phá nát cái công ty này. Tao sẽ cho tất cả mọi người biết mày là cái thứ lăng loàn đi cặp bồ với Giai. Tao xem mày còn mặt mũi mày nhìn ai không. Anh đang nói bậy bạ cái gì thế hả? Tôi đã nói với anh rồi,
là tôi đi ăn với đồng nghiệp mà. Đồng nghiệp cái gì mà đồng nghiệp? Mày đi theo trai mà còn cãi à? Đi vậy. Anh bỏ tôi ra. Anh đã không đi làm rồi, bây giờ tôi phải đi làm để lo cho cái gia đình này. Anh cứ bắt tôi nghỉ, thế thì lấy cái gì mà ăn, lấy cái gì mà sống? Tao không cần biết, đi về. Bỏ ra. Này anh, anh là đàn ông mà vũ phu với phụ nữ thế hả? Tôi không biết là vợ anh có lỗi hay là không đàng hoàng gì, nhưng mà trước mắt tôi thấy anh là người không đàng hoàng đấy. Đi vào đây đối xử với phụ nữ như thế, lại còn ở chỗ người ta đang làm việc chứ, la lối om sòm đây bất lịch sự. Anh có tin tôi gọi bảo vệ đuổi anh ra ngoài không? Mày thấy chưa hả? Mất mặt quá. Đi về. Chủ tử, anh bỏ tay em ra mà. Bỏ tay em ra. Đúng là cái loại đàn ông vũ phu, tồi tệ thật sự. Này, sau này các anh mà có vợ ấy, đừng đối xử với vợ như thế nhá. Thưa bố, con mới sang ạ. Mặt con bị làm sao đấy? Thằng Nam nó làm gì con à? Dạ không, con có sao đâu ạ. Đưa đây bố xem nào. Mặt mũi người ngậm bầm tím hết thế này mà còn bảo không sao. Thằng Nam nó đánh con đúng không? Dạ không ạ. Là hôm qua con đi con bị ngã xe cho nên nó mới bị như thế ạ. Mày không phải giấu bố, chắc chắn là mày bị đánh. Khổ thế, con đã bảo là không phải anh Nam đánh con rồi, bố cứ nói như thế oan cho anh ấy. Oan á? Có mà oan thì màu á. Mày còn bênh nó nữa à? Chị Ngọc mới về à? Mà mặt chị bị sao đấy? Đây, thằng Nam nó đánh chị mày đấy. Thằng Nam lại dám đánh chị nữa à? Bố, con đã bảo là không phải rồi. Không phải đâu, tại chị bị ngã xe đấy. Bầm tím này do đập vào đâu đấy mà. Chị không phải nói dối, cái vết này không phải là vết ngã xe mà là bị đánh. Em không hiểu sao chị ở được với hắn ta đấy. Ơ, anh, mày ăn mặc như này đi đâu? Em đi chợ à? Mày đi ra chợ mà mặc thế này à? Hả? Đồ thì ôm sát trong hở ngực, ra đấy cho mấy thằng ngoài chợ nó ve vãn à? Không phải như thế đâu anh ạ. Tại vì em đi tập thể dục, em mặc đồ như thế này cho thoải mái, thế xong sẵn tiện em qua chợ luôn. Chứ không phải mày ra đấy cho mấy thằng nó ve vãn à? Hả? Tao nói mày cứ cãi như mày nhẻ á. Mặc kéo vào. Đàn bà con gái không ra cái thể thống gì. Em có phải như thế đâu mà. Tao dặn mày bao lần rồi, đi ra đường ăn mặc đàng hoàng kín đáo vào. Mày có nghe tao đâu? Anh, thời đại nào rồi mà anh còn cứ suy nghĩ kiểu như thế. Mày lại còn cãi tao á? À, điên. Mày có thích cãi không? À, em thích cãi không? Em xin này. Mày ơi, mày về mà chết với tao. Anh ơi, anh đừng làm em đau, đau em ơi. Khốn nạn. Bố, con mới quay được clip này, bố xem đi. Khốn nạn, con không ngờ hắn lại đối xử với chị mình như vậy. Bố xem nào giải quyết đi. Con không thể chấp nhận được một thằng đàn ông mà lại đối xử với chị mình như vậy được. Không nói nhiều, đi theo tao sang nhà nó. Mày bảo mày đi chợ mua đồ á? Mày mua những cái gì đây? Hả? Toàn rau muống mày định cho lợn ăn à? Không hết đi. Tao nói mày bao nhiêu lần rồi, đi ra đường mày ăn mặc như thế này à? Hả? Tao nói một câu mày cãi 10 câu, rồi mày còn viện lý do là mày đi thể dục á? Anh ơi, em nói thật mà, em chạy thể dục xong em tiện đi chợ luôn. Thế chẳng nhẽ bây giờ em đang gần chợ rồi, em lại chạy về nhà thay đồ xong mới ra chợ mua rau sao? Mày còn nói cái gì? Mỗi lần tao chưa nói xong mày đã cãi xong rồi. Mày nhá, hôm nay mày như đòn với tao. Chó này. Con sao rồi? Bố thấy chưa? Nó hay ngại chị con kìa. Chị ta mắt mù mới lấy cái loại chồng vũ phu như mày. Thằng khốn nạn, mày đánh con gái tao ra nông nỗi như thế này à? Nếu mày không còn thương nó nữa thì mày trả nó về cho tao. Sao mày lại hành hạ nó như vậy? Bố đón chị con về đi. Chị con xinh đẹp, biết bao nhiêu người theo đuổi. Đừng để ở với thằng khốn nạn này một giây phút nào nữa. Có ngày nó giết chị con đấy. Còn mày nữa, mỗi lần bố hỏi là mày giấu, mày giấu để nó đánh mày ra nông nỗi như thế này à? Thôi bây giờ như thế này, mày đi về nhà mình ở, không ở với thằng khốn nạn này nữa. Bố ơi, bố, thôi bố đừng làm thế mà bố. Ngọc, cũng chỉ vì anh yêu em quá nên anh mới ghen bậy bạ thôi. Em tha thứ cho anh nhá. Anh ghen à? Anh yêu tôi á? Không, anh không yêu tôi đâu. Bởi vì nếu như thật sự anh yêu tôi ý, thì anh sẽ không bao giờ đánh tôi như thế cả.
Trước kia tôi cãi bố cãi mẹ để lấy anh. Thế xong rồi sao? Khi mà tôi lấy anh về, anh vui thì anh đánh, mà anh buồn anh cũng đánh. Đồng nghiệp của tôi ai cũng bảo tôi là bỏ anh đi, nhưng mà tôi không nghe. Bởi vì làm sao? Bởi vì tôi tin rằng một ngày nào đó anh sẽ thay đổi. Những lúc mà anh đánh tôi, đó chỉ là những cái cơn nóng giận nhất thời của anh thôi. Nhưng mà càng ngày anh càng quá đáng anh Nam ạ. Tôi không thể nào mà chung sống với một người chồng vũ phu ghen tuông mù quáng như thế được nữa rồi. Anh muốn tha cho tôi đi. Bây giờ tôi thật sự, tôi chỉ muốn có một cuộc sống bình yên thôi. Anh đừng làm phiền tôi nữa. Thôi mà em. Em cái gì? Kể từ hôm nay, tao cấm mày bước chân đến nhà tao. Và tao cấm mày được làm phiền con gái tao nữa. Thằng khốn á. Đi về con. Đừng bao giờ gặp chị gái tao nữa. Anh Hiếu. Cô đến đây làm gì? Anh vẫn còn giận em à? Tôi không giận cô, mà cũng không có tư cách gì để giận cô cả. Thế sao gặp em trông anh có vẻ không vui thế? Lần trước cô chẳng bảo là cô sẽ không bao giờ đến đây nữa còn gì. Tại đợt đấy em hiểu lầm anh, mà em cũng xin lỗi rồi. Anh bỏ qua cho em nhé. Cô làm ảnh hưởng đến danh dự của tôi, mà cô bảo tôi phải bỏ qua dễ dàng như thế à? Em có cố tình đâu. Mà anh là đàn ông, anh phải rộng lượng với phụ nữ chút chứ. Đằng này lại thù dai thế à? Thôi được rồi, cô nói nhiều quá rồi đấy. Thế cô uống gì? Cho em một cốc trà đá. Rồi, chờ tôi tí. Của cô đây. Bên này nắng lắm. Anh qua đây, qua đây ngồi nói chuyện với em tí. Cô không thấy tôi đang bán hàng à? Bận lắm. Có chuyện gì cô nói nhanh đi. Quán anh có khách đâu mà bận. Không có khách thì tôi làm việc khác. Nhưng mà em có việc rất quan trọng muốn nhờ anh. Tôi với cô có thân thiết gì đâu mà cô nhờ tôi. Việc này chỉ có anh giúp được em thôi. Anh mà không giúp em nhá, từ lần sau em không thèm ra đây uống trà đá nữa. Cô lại dọa tôi à? Cô tưởng tôi cần cô lắm đấy. Đi mà, anh giúp em đi, rồi em sẽ trả tiền công cho anh. Lại còn cả tiền công nữa, thì chắc chắn việc này rất khó khăn rồi. Thôi, tôi không làm đâu. Anh đã biết em nhờ gì đâu mà từ chối vội thế. Chưa cần nghe, tôi đã biết là việc khó rồi. Anh Hiếu, em xin anh đấy, anh ngồi xuống nghe em nói nốt đã. Thế có việc gì cô nói nhanh đi. Anh cũng biết em làm ở quán cà phê rồi đúng không ạ? Thì sao? Dạo này có một thằng cha hay đến chỗ em, trông biến thái lắm. Lúc nào cũng cố tình làm quen rồi gạ gẫm em đi chơi ý. Lại còn khoe là mình làm trưởng phòng gì đấy, trông ngứa mắt cực. Không phải là cô thích tiền lắm à? Cơ hội đến rồi đấy. Đúng là em thích tiền thật, nhưng mà phải là tiền em tự làm ra em mới thích. Cô đi với hắn ta, rồi hắn ta cho cô tiền. Như thế cũng là dựa vào sức của cô rồi còn gì. Anh nói thế là thế nào? Anh coi thường em đến thế cơ à? Xin lỗi, tôi không có ý đó. Coi như tôi chưa nói gì đi. Mà rốt cuộc cô muốn tôi giúp cô gì đây? Em muốn anh đóng giả làm người yêu em. Cái gì cơ? Tôi đóng giả làm người yêu cô á? Vâng, anh đóng giả làm người yêu em, rồi đến dằn mặt tên biến thái kia, cho hắn không dám đến làm phiền em nữa. Thế là ok rồi. Thôi tôi không làm đâu. Tôi còn chưa có người yêu. Bây giờ đóng giả là người yêu cô thì hết mất duyên của tôi thì sao? Cô nhờ người khác đi. Làm sao mới hết duyên được? Anh không có người yêu là do anh hãm quá thôi. Em nhầm. Thật ra là một người đẹp trai như anh ý, sớm muộn gì cũng sẽ có người yêu thôi. Anh giúp em là đang tự tạo phúc cho mình đấy. Thôi, cô đừng mất thời gian thuyết phục tôi làm gì. Tôi không làm đâu. Cô nhờ người khác đi. Anh Hiếu, anh giúp em một tí đi mà. Ở thành phố này em có quen ai đâu. Có mỗi anh giúp được em thôi. Anh giúp em một lần nhá. Cô đừng kể khổ với tôi, vô ích thôi. Anh mà không giúp em á, em ăn vạ ở đây đấy. Cô dọa tôi đấy à? Em không dọa, em nói thật. Ai, không hiểu sao lại quen được loại người như cô đấy. Anh nói cứ như em là sao chổi không bằng ý. Cô còn hơn cả sao chổi ấy. Em hơi bị tốt tính đấy. Bây giờ anh mà giúp em mang ơn anh cả đời.
Mà sau này anh có chuyện gì thì em lại giúp anh. Thôi cảm ơn. Tôi cũng không mong có phúc phần được cô giúp đỡ đâu. Thế thì anh giúp em sẽ trả tiền cho anh. Bao nhiêu tiền? 100.000. Cô đùa tôi đấy à? Cô nhờ tôi cái việc khó như thế mà trả có 100.000. Nhỡ cái thằng kia nó ghét tôi, nó quay ra nó đánh tôi thì sao? Tiền đâu mà trả thuốc thang? Thì... Thế 150 nhá. 500 thì tôi làm. Gì? Lương một ngày của em có 200.000 thôi. Đưa cho anh 500 em chết đói à? Thế thì thôi, cô nhờ người khác đi. Anh Hiếu. Anh giúp em đi, không lẽ em ăn vạ đây đấy. Nhưng mà anh Hiếu, giúp em lần này đi. Thôi được rồi, cô nhiều lời quá rồi đấy. Em cảm ơn anh nhiều nhá. À, em cảm ơn anh Hiếu đẹp trai nhiều lắm ạ. Em gửi anh cà phê ạ. Phương Anh này. Hôm nay trông em xinh đẹp quá. Em cảm ơn. Em vẫn vậy mà anh. Vừa nãy anh thấy cái điện thoại của em cũ quá rồi. Hay là tối nay đi chơi cùng anh đi. Anh mua điện thoại mới cho. Thôi anh ạ. Tối nay em bận đi chơi với người yêu rồi. Sao? Em có người yêu rồi á? Vâng. Chúng em yêu nhau 4 năm rồi cơ. Thôi. Em đừng có mà đùa anh. Anh không tin đâu. Em đùa anh làm gì? Người yêu em bây giờ đang làm giám đốc đấy. Giám đốc á? Vâng. Người yêu em làm giám đốc của một công ty to lắm. Thế công ty ở đây tên gì em? Em cũng chả nhớ lắm. Nhưng nói tóm lại là người yêu em giàu lắm đấy. Chẳng qua là em không thích đua đòi với cả ăn mặc giản dị thế này thôi. Chứ em mà thích á thì người yêu em mua cho em cả ô tô cơ. Anh cũng không ngờ em còn có khả năng chém gió hay như vậy đấy. Phương Anh. Người yêu em đến rồi đấy. Anh đi mà hỏi anh ấy. Anh ơi, anh bảo với anh ấy anh đang làm giám đốc của công ty nào đi. Em nói mà anh ấy không tin. Anh ta là khách quen của quán tôi. Hả? Cái gì đây? Em bảo cái thằng bán trà đá này là giám đốc á? Anh nói em khéo đùa mà. Thật ra người yêu tôi bán trà đá cho vui thôi. Chứ anh ấy là giám đốc đấy. Phải không anh? Thôi, tôi không giúp cô được nữa đâu. Thôi, em đừng có mà diễn nữa. Tối nay đi chơi cùng với anh. Thích gì anh cũng chiều. Anh đừng có mơ. Này, đợi tôi đã. Sao lúc nãy anh không nói những gì tôi dặn từ trước? Cô bị làm sao thế? Hắn ta biết tôi bán trà đá rồi thì diễn làm gì nữa? Ừ thì cái chuyện nói anh là giám đốc bị bại lộ. Nhưng mà ít nhất anh cũng phải khẳng định với anh ta anh là người yêu tôi chứ. Chưa nói gì đã bỏ đi rồi. Tôi không biết nói dối. Xin lỗi cô. Dồi ôi, đã đồng ý giúp tôi rồi bây giờ lại còn nói thế. Anh xem anh có được không? Đấy là cô ép tôi, sao bây giờ lại trách tôi? Tôi ép anh, nhưng mà anh đồng ý rồi. Anh phải làm cho tròn trách nhiệm chứ. Thôi được rồi, tôi sai. Tôi xin lỗi được chưa? Từ giờ, cô cũng không cần phải đến quán trà đá của tôi nữa đâu. Thế nhá. Ơ, cái ông này. Trời ơi, đúng là cái đồ đáng ghét. Vào đi. Em chào anh ạ. Ngọc Anh à, em ngồi đi. Em mời anh uống cà phê cho tỉnh ngủ ạ. Sao em biết anh đang buồn ngủ? Em làm việc với anh bao nhiêu lâu rồi, chẳng nhẽ em không hiểu anh ạ? Đúng là cánh tay phải đắc lực của anh. Đợt tới anh mà được thăng chức, nhất định anh sẽ đưa em lên thay vị trí hiện tại của anh bây giờ. Anh nói lời, nhớ phải giữ lấy lời đấy ạ. Thế anh đã nói dối em cái gì chưa? Vâng, thế thì em cảm ơn anh trước ạ. Em đã liên hệ với bên tập đoàn ABA giúp anh chưa? Em có liên hệ rồi anh ạ. Bên họ báo sang tuần sẽ sắp xếp lịch để mình gặp mặt ạ. Tốt. Lần này phải chuẩn bị cho thật kỹ mới được. Nhất định phải thuyết phục được bọn họ rót vốn về dự án đầu tư của công ty mình. Như thế thì cơ hội thăng chức của anh với em mới có thể chắc chắn được. Dạ vâng. Thế hôm đấy anh cho em đi cùng với nhá. Nhất định rồi. Em cảm ơn trưởng phòng ạ. Thôi bây giờ em xin phép ra ngoài làm việc ạ. Em đi đi. Cho cốc trà đá đi.
Trà đá của anh đây. Mày ngồi xuống đấy, nói chuyện với tao một lúc đã. Xin lỗi, tôi đang bận, không nói chuyện được đâu. Mày bán trà đá thì bận cái chó gì. Cứ ngồi xuống đây nói chuyện với tao đã. Nếu không tao gọi đàn em của tao ra ấy, nó đập nát cái quán này của mày đấy. Đấy, phải như thế chứ. Có chuyện gì anh nói nhanh đi. Mày có mối quan hệ như thế nào với Phương Anh? Tôi với cô ta không có quan hệ gì hết. Thế sao mà nó lại bảo mày là người yêu của nó? Cô ta nói điêu với anh thôi. Tao biết ngay mà. Nhìn cái ánh mắt của chúng mày nhìn nhau là tao hiểu vấn đề rồi. Anh hỏi xong chưa? Để tôi đi làm việc. Khoan đã, tao muốn nhờ mày một việc. Việc gì? Mày cũng biết là tao thích cái bé đó rồi đấy. Bây giờ mày giúp được tao đến với nó, tao sẽ cho mày rất nhiều tiền. Tôi không thiếu tiền. Hả? Mày nói cái gì cơ? Tôi nói là tôi không thiếu tiền. Anh uống trà thì uống, không uống thì đi đi. Tôi không rảnh mà ngồi đây nói chuyện linh tinh với anh đâu. Này, cái thằng bán trà đá bẩn hẳn như mày mà cũng dám thái độ như thế với tao á. Mày có tin tao dẹp luôn cái quán này của mày không? Anh dẹp được thì anh cứ dẹp. Nhưng tôi cảnh cáo anh, anh mà động vào cô ta thì tôi không tha cho anh đâu. À, hóa ra là mày cũng thích nó à? Anh không cần phải hỏi nhiều, anh chỉ cần biết như vậy thôi. Nếu anh mà động vào cô ta thì cái ghế trưởng phòng của anh cũng bay màu luôn đấy. À, mày lại dám dọa lại cả tao nữa cơ à? Tôi không dọa đâu, tôi nói là làm đấy. Bây giờ mời anh đi cho. Mày động vào máu điên của tao rồi đấy. Anh định làm gì? Định đánh tôi à? Tốt nhất là anh lên kiểm chế lại. Anh mà đánh tôi là tôi kiện anh ra công an. Lúc đấy rách việc lắm. Mày nhớ cái mặt tao đấy, thằng chó. Này. Ơ, anh đến đây làm gì thế? Tìm mình thầy ấy, có đến làm phiền cô nữa không? Anh ăn phải cái gì đấy? Sao tự dưng hôm nay quan tâm tôi thế? Cô không thích thì thôi vậy, tôi đi về. Ơ, anh bị dở hơi à? Hỏi xong câu đấy rồi đi về. Thế cô trả lời đi. Ngày nào mà hắn ta trả đến. Nếu như lúc đấy anh nhận anh là người yêu tôi, có phải hắn ta bỏ cuộc rồi không? Tôi sẽ xử lý tên đó. Nhưng tôi nghĩ cô nên nghỉ ở đây đi. Làm ở đây không có tương lai đâu. Anh bảo tôi nghỉ ở đây á? Thế tôi nghỉ ở đây xong tôi làm ở đâu? Cô có muốn vào tập đoàn lớn để làm không? Vào tập đoàn lớn thì ai chả muốn. Quan trọng là có cơ hội hay không thôi. Mà anh cũng bán trà đá mà, có hơn gì tôi đâu mà nói chuyện tương lai. Thôi, chuyện này để nói sau đi. Mà tìm bên Thái kia đang trên đường đến đây rồi đấy. Cô chuẩn bị mà xem kịch hay đi. Sao anh biết hắn ta đang đến đây? Tí nữa cô sẽ rõ thôi. Lại còn tỏ ra thần bí nữa. Trùng hợp thế nhở? Sao họ lại hẹn mình đến cái quán cà phê này nhở? Biết đâu, tí nữa vào đấy, đứa nhân viên kia nó thấy anh oách quá, nó lại đổ anh thì sao? Em nói cũng có lý. Tí nữa anh phải cho nó biết anh oách như thế nào. Vào đi. Thế anh uống gì để tôi còn làm? Ồ, cái thằng bán trà đá này, mày cũng đến đây cơ à? Tất nhiên, tôi đến để gặp anh mà. Cái gì cơ? Sao mày biết bọn tao đến đây? Mày đi theo dõi bọn tao đấy à? Chẳng phải hai người đến gặp chủ tịch tập đoàn ABA sao? Người đó đang ngồi trước mặt hai người đây. Này, đầu óc của mày có vấn đề à? Mau cút ra bán trà đá đi. Đừng có ngáo ở đây. Không thì đừng có trách tao đấy. Em chào chị ạ. Em chào chị ạ. Xin chào, hai người đến lâu chưa? Bọn em cũng vừa mới tới thôi ạ. Thế chủ tịch Hiếu đâu rồi chị? Cô cậu làm sao thế? Anh Hiếu đang ngồi trước mặt hai người đấy. Chị nói gì cơ? Đây là chủ tịch Hiếu ạ. Đúng vậy, đây là chủ tịch tập đoàn ABA của chúng tôi. Anh Hiếu, thật sự là em không biết anh là chủ tịch, thế cho nên em mới nói chuyện với anh như vậy. Anh có thể nào bỏ qua cho em lần này được không ạ? Cậu mau xin lỗi Phương Anh đi. Và đừng bao giờ làm phiền cô ấy nữa. Dạ dạ. Phương Anh, anh xin lỗi. Tất cả chỉ là hiểu lầm thôi. Em bỏ qua cho anh nhé. Lần sau anh mà còn dám động đến tôi, tôi bảo anh Hiếu xử anh đấy. Ừ, anh hiểu rồi. Từ sau anh không dám như vậy nữa đâu. Đi về em. Em xin phép ạ. Em chào anh chị ạ.
Chủ tịch, bọn họ làm gì anh ạ? Cô báo với công ty bên kia, nếu không có hình thức phạt cậu trưởng phòng vừa rồi thì không cần bàn chuyện hợp đồng với tập đoàn mình đâu. Nhớ là chỉ phạt thôi, chứ đừng đuổi việc cậu ta. Dạ vâng ạ, em xin phép ạ. Cô thấy thế nào? Sao anh lại là chủ tịch? Chúng tôi không hợp làm chủ tịch à? Ờ, thế nhưng mà sao anh lại đi bán trà đá? Tôi bán giúp mẹ tôi thôi. Nhờ có quán trà đá đó mà nuôi sống tôi suốt bao nhiêu năm sinh viên đấy. Tôi cũng bảo bà bỏ cái quán ấy đi, nhưng bà không chịu. Tính bà xưa nay không thích ăn không ngồi rồi. Mấy hôm nay bà đi thăm cháu nên tôi giúp bà bán quán trà đá thôi. Thì ra là như vậy. Nhưng mà tôi trông anh hợp bán trà đá hơn đấy. Tôi mà bán trà đá thì không có ai giúp cô trả thù tên kia đâu. Cũng được. Thế coi như là anh vừa chuộc lỗi cho lỗi lầm lần trước. Từ giờ không ai nữa ai. Vậy cô có muốn vào tập đoàn tôi làm việc không? Anh nói thật đấy à? Cô thấy tôi giống đùa lắm à? À, tôi không có ý đó. Chỉ là chưa hết bất ngờ này thì lại đi đến bất ngờ khác. Thế thì anh cho tôi vào làm nhá. Cô mà vào làm là cô lại nợ tôi đấy. Nợ thì nợ, sau này tôi trả. Anh làm gì mà khó tính thế? Vậy mai cô đi làm nhá. Dạ. À, mà chủ tịch uống gì? Nay em mời. Cho tôi cốc cà phê đi. Anh đợi em tí. Anh Nam ạ. Tuần mới đi làm còn nhiều bỡ ngỡ đúng không em? Có gì thắc mắc cứ hỏi anh nhé. Dạ vâng ạ. Em mới đi làm còn nhiều điều chưa biết lắm. Có gì thắc mắc em sẽ hỏi anh ạ. Với lại từ sau đi làm em buộc tóc lên nhé. Em có một bờ vai rất quyến rũ. Không phải trưởng phòng nào cũng nhắc nhở nhân viên như anh đâu. À, em mới nhớ ra là em còn quên tài liệu ở dưới xe. Em xin phép xuống lấy ạ. Thằng Nam, em thích nó rồi đúng không? Em nên nhớ, anh mới là người đưa em vào công ty. Sao lúc sáng nó sảm sỡ em mà em không phản ứng gì? Em thích nó thật rồi à? Bạn gái anh đi làm bị sếp tán tỉnh thì anh phải tìm cách giúp em, bênh em chứ. Còn đằng này anh lại ghen ngược lại là sao? Hắn cố ý dê em, chứ em có ý gì đâu. Sao anh lại mắng xối xả vào mặt em như vậy? Anh đang ghen đấy à? Thế sao lúc đấy anh không nhảy vào anh đấm vào mặt hắn đi? Em đùa anh đi à? Giờ anh nhảy vào đánh hắn, còn công việc của anh nữa thì sao? Mình làm ầm ĩ lên thì công ty sẽ nhìn mình như thế nào? Rồi lúc đó thế anh còn định giấu đến bao giờ nữa đây? Quen nhau 2 năm chưa bao giờ anh dẫn em đi ăn uống với bạn bè của anh, thậm chí ở trên Facebook còn không có một tấm hình chung nữa. Đến công ty thì anh sợ người này người kia biết. Rốt cuộc là anh đang giấu cái gì đây? Vì anh yêu em, anh muốn tốt cho em. Nhiều người ở công ty biết chuyện của mình thì hay ho cái gì đâu. Anh hứa với em, khi nào anh lên bằng chức thằng kia, anh sẽ công bố với toàn thể công ty anh và em là một cặp, được chưa? Anh hứa rồi đấy nhá. Chứ em nhìn cái cảnh bạn bè đi làm về có người đón người đưa, em thích được như vậy lắm. Em với anh mệnh ai người ấy đi, đến nỗi gặp nhau ở công ty cũng chẳng được chào nhau một cách đàng hoàng tử tế. Chưa nào em cũng phải xuống căng tin ăn cơm một mình. Anh có biết là em tủi thân lắm không? Thôi được rồi, anh biết rồi mà. Anh hứa. Sao trông stress thế? Có cần anh đưa đi đổi gió tí không? Kiếm mấy em gái xinh xinh cho đỡ căng thẳng. Dạ không cần đâu anh ạ. Chỉ là em đang bị bí vài cái ý tưởng thôi. Mà cũng có nhiều cách giải quyết mà anh. Hay là chú không có hứng thú? Chú có bạn gái rồi à? Làm gì có đâu anh. Em đang tập trung vào công việc thôi. Thời gian đâu mà yêu với đương ạ. Anh nói chú này, chú biết em Ly không nhỉ? Em mới vào công ty ấy. Dạ có. Cậu thấy em ấy với tôi có hợp nhau không? Em ấy vừa xinh vừa ngon. Mỗi tội tôi chưa húp được em ấy thôi. Anh Nam, cơm thầy vợ bạn gái cơ quan, anh đừng có động vào, không là không hay đâu. Cậu vừa nói cái gì đấy? Cậu dám lên mặt dạy đời tôi giữa công ty như thế à? Tôi nói cho cậu biết nhá,
Cậu chỉ là một thằng nhân viên quen thôi. Bao giờ ngồi được vào vị trí như tôi, lúc đấy mở mồm ra nói, hiểu chưa? Đấy, em mặc như thế này có vẻ ok hơn không? Anh thích như thế đấy. À, cái mail em gửi cho anh đã đọc chưa ạ? Mail nào? Dạo này công việc của anh bận rộn quá, nên anh cũng không để ý. Có gì em ra quán cà phê trình bày lại tường tận công việc cho anh được không? Dạ, ý của anh là sau giờ làm luôn ạ? Sao? Em không làm được à? Không làm được thì để anh gọi nhân sự tìm người mới phù hợp hơn. À không, ý của em không phải như vậy ạ. Em làm được mà. Để em sắp xếp công việc ở nhà đã. Thế có phải là tốt hơn không? Dạ thưa anh, về công việc đợt này em xin phép trình bày với anh ở đây luôn nhé. Tại vì chút nữa em có chút việc gia đình. Đi làm mà bận việc gia đình thì nghỉ luôn đi em. Ý của em không phải như vậy ạ. Ý của em là sợ ảnh hưởng đến anh thôi ạ. Em xin phép tiếp tục ạ. Dạ thưa anh, dự án lần này em định chia làm 3 loại chính. Thôi. Mình có nhiều thời gian mà em. Uống cốc nước, cứ từ từ tận hưởng đi. Dạ vâng ạ. Em... Anh Nam, anh gọi em đi ăn trưa, làm em đợi mãi. Tình cờ lại gặp hai người ở đây. Mọi chuyện vừa rồi không phải như anh nghĩ đâu. Cô mới vào công ty mà đã hòa nhập nhanh thế à? Lại còn đi uống cà phê riêng với sếp nữa. Chắc là cô bận lắm nhỉ? Anh Nam ạ, tiện đây tôi cũng nói luôn. Thật ra tôi có người yêu rồi. Hả? À, em có người yêu rồi á? Bất ngờ nhỉ? Đúng. Nhưng mà do anh ấy không muốn công khai nên tất cả mọi người đều nghĩ tôi còn độc thân. Anh nghĩ sao về một mối quan hệ yêu không công khai? Theo anh thì một cái nắm tay công khai còn hơn là ngàn nụ hôn lén lút. Em đã nghe câu đấy bao giờ chưa? Nếu như mà anh có bạn gái á, anh chẳng ngại gì mà không công khai cho thế giới này biết cả. Thậm chí anh còn đang đập chậu cướp hoa đây gì. Anh vừa phải thôi. Anh cũng nghe rồi đấy. Ly là bạn gái của tôi. Anh đừng nghĩ có tiền, có quyền, anh muốn làm gì thì làm. Hay lắm. Một cặp tình nhân đang đứng trước mặt của tôi nhưng mà không dám công khai. Cậu đúng là một thằng hèn. Tôi thừa nhận là tôi trăng hoa. Nay cô này mai cô khác thật. Nhưng cũng không hèn như cậu. Để bạn gái đi chơi với người khác rồi mới chịu lên tiếng thừa nhận. Hay là cậu không đủ yêu Ly? Cậu không dám nhận, đúng không? Tôi yêu Ly. Như thế nào là quyền của tôi? Anh làm cái gì mà xen vào? Thôi, cậu thừa nhận đi. Là do cậu muốn yêu nhưng không muốn chịu trách nhiệm, đúng không? Đủ rồi đấy. Anh Tài, đã yêu nhau thì ít ra anh phải cho em được một cái danh phận chứ. Chúng ta đâu còn trẻ hay là mới yêu nhau đâu mà anh cứ giấu giếm mãi vậy. Không cho người ta được cái danh phận thì để người khác làm. Mình làm vậy là đúng hay sai? Ly, Ly. Sao lại là anh? Sao vậy? Anh ngồi đây không được à? Mà em đang đợi ai à? Tôi đi một mình, không đợi ai cả. Nhưng mà tôi cũng không muốn ngồi cùng anh. Không sao. Dù gì thì anh cũng đã bị em làm đau lòng nhiều rồi. Bây giờ em có nói thoải mái, anh cũng không giận em đâu. Anh có đau lòng hay không? Đối với tôi cũng chẳng quan trọng đâu. Anh hiểu. Và anh sẽ không bỏ cuộc đâu. Anh định làm gì? Em xem cả thiên hạ này có ai xứng đáng với em hơn anh không? Sao em cứ phải ôm ấp cái mối tình không thuộc về mình làm gì chứ? Anh nói linh tinh hơi nhiều rồi đấy. Sao em phải phản ứng dữ như vậy? Cứ làm như anh đã đoán trúng tim đen của em rồi thì phải. Tôi không rảnh để tiếp chuyện với người dở hơi như anh. Mời anh đi cho.
Đằng nào thằng Hiếu nó cũng là em rể của anh rồi. Hơn nữa, nó yêu vợ như vậy, em làm gì còn cơ hội mà cố chấp. Và anh cũng phải bảo vệ hạnh phúc cho gia đình em gái anh chứ. Em nên từ bỏ ý định đó đi. Anh thôi đi, đấy là việc của tôi. Em đừng có rượu mời không uống, lại thích uống rượu phạt. Sao? Anh hăm dọa tôi à? Em chỉ là một thư ký nhỏ bé thôi, sao anh phải sợ em chứ? Phương Anh, thái độ của em như vậy là sao? Em muốn thách thức anh à? Nếu anh cứ cố tình gây chuyện thì tôi cũng không ngại trở mặt với anh đâu. Thế em định trở mặt với anh như thế nào? Những chuyện anh làm thì anh biết mà. Nếu anh cố tình gây chuyện thì tôi cũng không ngại công khai những việc xấu mà anh làm gần đây đâu. Nhất là những khoản nợ của anh đấy. Cô vừa nói gì cơ? Tôi nghe bảo dân xã hội đen mấy hôm nay tìm anh ghê lắm. Sẽ ra sao nếu họ bắt được anh nhỉ? Em dám điều tra anh à? Tôi là con gái mà, cũng phải biết bảo vệ bản thân mình chứ. Em được lắm. Mời anh ngồi. Hôm nay anh đến tìm em có chuyện gì không? Dạo này công việc của vợ chồng chú thế nào? Làm ăn vẫn tốt chứ? Cảm ơn anh, tập đoàn em vẫn phát triển đều ạ. Thế thì hay rồi, chúc mừng hai đứa nhé. Nhưng mà anh thực sự đến đây chỉ để chúc mừng thôi ạ. Nhìn thái độ của chú như vậy, chắc cũng đã biết hết mọi chuyện rồi đúng không? Chúng ta đều là những người trưởng thành rồi. Có những việc mình đã tự làm thì nhất định phải tự chịu trách nhiệm. Anh hiểu điều đó. Thế nhưng mà... Anh không phải nói nữa đâu. Đây đã là lần thứ bao nhiêu anh gây họa rồi. Vợ chồng em không phải là cây rút tiền tự động đâu. Anh Hiếu, anh kệ xác anh ấy đi, không phải quan tâm nữa đâu. Ok Ngọc Anh, anh là anh ruột của mày đấy. Anh là anh ruột thì có quyền làm khổ em mình à? Anh có biết là từ ngày em lấy anh Hiếu, không ngày nào em được yên với anh không? Em bình tĩnh đã. Anh cũng thấy rồi đấy. Anh ấy từng này tuổi rồi mà không làm được cái tích sự gì cả. Lúc nào cũng chỉ đem đến phiền hà cho anh thôi. Tiền bạc chỉ là chuyện nhỏ, nhưng mặt mũi của anh cũng bị anh Hải làm mất hết rồi còn đâu. Anh cứ như thế này, làm sao mà em sống với anh được nữa? Mày đúng là loại cạn tàu rau máng mà. Mày có biết để nuôi mày khôn lớn như thế này, anh đã phải vất vả như thế nào không? Nhưng mà anh không thể dựa vào đó mà làm em khó xử hết lần này đến lần khác được. Thì anh hết cách rồi mới phải tìm đến vợ chồng nhà mày thôi. Anh đi về đi. Từ bây giờ nếu có liên quan đến tiền bạc hay kinh tế thì đừng tìm vợ chồng em nữa. Mày dám nói với anh trai mình như thế à? Đúng, tôi không muốn có một người anh như anh. Em bình tĩnh đã, có gì từ từ nói. Anh nhìn xem, anh ấy cứ như thế làm sao mà em bình tĩnh được. Anh Hải, anh cứ về trước đi, để em khuyên giải Ngọc Anh. Thế nhưng mà nó mắc dạy, em với Út cứ chửi anh hết hay ấy. Được rồi, để cô ấy bình tĩnh lại, em sẽ nói chuyện với cô ấy. Thế còn khoản nợ của anh? Em sẽ cân nhắc, anh yên tâm. Thế thì chú cân nhắc nhanh hộ anh nhé. Vâng. Anh về đây. Anh Hải là anh trai duy nhất của em. Em không nên nói với anh ấy như vậy. Nhưng anh cũng thấy rồi đấy. Suốt ngày anh Hải chỉ biết gây họa thôi. Anh sao vậy? Có phải giận em rồi không? Không có. Chẳng qua anh đang suy nghĩ xem làm cách nào để thay đổi anh Hải thôi. Em xin lỗi anh nhé. Anh bận bịu cả ngày với công việc rồi mà còn để anh phải đau đầu vì mấy chuyện này nữa. Chúng ta là người một nhà, em đừng nói mấy lời khách sáo như vậy. Vâng. Mày đến rồi à? Tiền đây, anh cầm lấy mà trả nợ đi. Hôm nay mày diễn ghê quá, anh cứ tưởng thật. Anh còn nói nữa à? Thì anh có muốn thế đâu, chẳng qua là hoàn cảnh bắt buộc thôi. Hoàn cảnh? Bao nhiêu lần anh đổ lỗi cho hoàn cảnh rồi? Anh biết rồi, anh sẽ cố gắng thay đổi. Em tin được anh mới lạ đấy. Mà này, em tìm cách để cho Phương Anh làm vợ anh đi. Anh chắc chắn sẽ vì cô ấy mà thay đổi. Anh hứa. Cái Phương Anh, nó là cánh tay phải của anh Hiếu. Còn anh thì sao? Nhìn lại mình đi xem có xứng với nó không.
Em cứ nói vậy, anh đường đường là anh vợ của chủ tịch một tập đoàn lớn, tại sao lại không xứng với cô ấy? Nhưng mà anh phải biết là nó không hề để ý đến anh. Vậy thì anh mới nhờ đến mày. Nếu mà thuận lợi thì anh nhờ mày làm gì? Không hiểu sao em lại là em gái của anh nữa đấy. Mày đừng quên anh đã vất vả như thế nào để nuôi mày lớn đến bây giờ đấy. Em sao thế? Chưa ngủ à? Em chưa. Anh đi đâu mà về muộn thế? Hôm nay anh tiếp đối tác, uống hơi nhiều nên hơi mệt. Thư ký Phương Anh có đi cùng anh không? Có chứ. Thư ký thì đương nhiên phải đi cùng anh rồi. Mà sao hôm nay em lại quan tâm chuyện này? Anh thấy Phương Anh là người thế nào? Anh với cô ấy chỉ là đồng nghiệp thôi. Này, em đừng có suy nghĩ linh tinh đấy nhá. Anh nghĩ em là kiểu người như thế à? Chẳng qua em muốn nhờ anh hỏi cưới cô Phương Anh cho anh Hải thôi. Em nói cái gì cơ? Ô, thế chẳng nhẽ anh vợ của chủ tịch tập đoàn ABA không xứng đáng để cưới cô ta à? Vấn đề không phải là như vậy. Ý anh là anh Hải... Em biết là nhân phẩm của anh Hải còn kém. Thế nhưng mà làm người ai chẳng có lỗi lầm hả anh? Em nghĩ là anh Hải lấy vợ vào, có sự quản lý của vợ, anh ấy sẽ thay đổi thôi anh ạ. Anh còn suy nghĩ gì nữa thế? Thôi được rồi, để anh nói chuyện với Phương Anh xem sao. Rồi anh đi tắm đây. Vâng. Chủ tịch, mọi người cũng ra ngoài hết rồi. Có chuyện gì chủ tịch nói đi ạ. Có chuyện gì khó nói lắm sao ạ? Thật ra chuyện này cũng hơi tế nhị, cũng không liên quan đến công việc. Có gì dạy bảo sếp cứ nói ạ, em xin nghe. Cô thấy anh Hải là người như thế nào? Anh vợ sếp ấy ạ? Sao tự nhiên chủ tịch lại hỏi chuyện này làm gì ạ? Cô cứ trả lời tôi đi. Em hiểu rồi. Thế nhưng mà chủ tịch quên chuyện này đi. Anh Hải không phải mẫu người mà em muốn lấy làm chồng đâu ạ. Đằng nào thì cô cũng phải lấy chồng chứ. Chẳng nhẽ ở vậy suốt đời à? Em có nguyên tắc sống riêng của mình, sẽ không nhắm mắt làm bừa bất kỳ chuyện gì đâu. Nếu chủ tịch định dùng quyền lực để ép em chuyện này, em sẽ nghỉ việc. Ấy, tôi chỉ nói như vậy thôi. Còn quyết định như thế nào thì vẫn là cô mà. Tôi không dùng quyền lực này để ép người như vậy đâu. Chẳng qua cô là chỗ thân tín, nên muốn gửi gắm cô vào chỗ người nhà tôi thôi. Được như vậy, chẳng phải là mối quan hệ của chúng ta sẽ bền chặt hơn sao? Vâng, em cảm ơn ý tốt của chủ tịch. Nhưng trong chuyện tình cảm, không phải cứ muốn là được đâu ạ. Cô nói cũng phải. Nếu không còn gì, em xin phép đi trước. Chào chị. Thư ký Phương Anh đến rồi à? Mời cô ngồi. Chị gọi tôi có việc gì không ạ? Cô uống gì để tôi gọi? Tôi uống gì cũng được. Em ơi, cho chị một nước cam nhá. Chắc hẳn hôm trước anh Hiếu đã nói chuyện với cô rồi đúng không? Xin lỗi, nếu chị gọi tôi đến đây vì chuyện này thì tôi bận rồi. Khoan đã, cô cứ bình tĩnh nghe tôi nói chuyện đã. Xin lỗi chị, tôi bận thật. Khoan đã, tôi là vợ của chủ tịch cô đấy, mà cô không cho tôi chút mặt mũi nào à? Xin lỗi chị, chuyện này không hề liên quan đến công việc. Tôi xin phép. Mẹ kiếp, đúng là xem thường người quá đáng mà. Phương Anh, đợi anh, Phương Anh. Nay trông anh thoải mái nhở? Hay là xin được tiền trả nợ rồi? Em có thể nào bớt mỉa mai anh đi được không? Tôi đang rất bận. Nếu anh không làm phiền tôi thì tôi chẳng có lý do gì để nói những câu đó cả. Vợ chồng em gái anh đã nói chuyện với em chưa? Anh nhìn lại bản thân anh đi. Từng nay tuổi đầu rồi vẫn chỉ biết chơi bời phá phách. Ngay cả chuyện chung thân đại sự cũng phải người khác đứng ra lo. Anh nghĩ tôi sẽ lấy lại người như anh nhở? Em khinh người quá đáng rồi đấy. Nếu như anh không 5 lần 7 lượt cố chấp ép buộc tôi thì tôi cũng không nói mấy lời như này đâu. Em thì cũng có tử tế cái chó gì đâu mà ra vẻ thanh cao chứ. Anh có ý gì đấy? Còn không đúng à? Nếu đã là người tử tế thì ai lại đi thầm thương trộm nhớ người đã có gia đình chứ. Anh
Sao thế? Bị anh nói trúng tim đen rồi, không biết nói gì nữa à? Tôi như vậy thì đã sao? Ít nhất tôi còn biết điểm dừng. Tôi không như anh, cho nên anh đừng nói mấy lời vô nghĩa này với tôi nữa. Em mà không lấy anh, em sẽ phải hối hận đấy. Mẹ kiếp, để xem mày cố chấp được đến bao giờ. Mày nói chuyện với Phương Anh cái kiểu gì vậy? Tại sao thái độ của cô ấy vẫn không có gì thay đổi là sao? Tất cả không phải là tại anh à? Suốt ngày mon men đi tìm nó mà không được cái tác dụng gì cả. Nguyên nhân sâu xa trong cái chuyện này, mày là người hiểu rõ hơn anh mà. Mày trách anh làm gì? Không nghĩ con danh này, nó lại si tình đến thế cơ đấy. Cô ấy đang si tình với chồng mày đấy. Mày định cứ như thế bỏ qua à? Anh không phải ngồi đấy khích bác, em không phải trẻ con đâu. Anh khích bác cái gì đâu, anh lo cho mày thôi. Lo cho em, có anh lo cho chính bản thân mình ấy. Anh em mình tuy hai làm một, hơn thua nhau làm cái gì đâu. Vấn đề quan trọng bây giờ là phải giải quyết dứt khoát chuyện này đi. Lâu nay anh có chơi bời cái gì không đấy? Em yên tâm, anh đã bảo không chơi là không chơi, nợ nần cái gì. Con danh này ỷ mình có chút công lao, không để em vào mắt tí nào cả. Sớm muộn gì em cũng phải dẹp nó mới được. Cô ấy dù gì cũng là chị dâu tương lai của em đấy, sao lại nói như vậy? Với cái khả năng của mình, anh nghĩ anh cưới được nó á. Vậy mày có định giúp anh không? Nó hống hách kiêu kỳ chứ gì. Đã vậy thì... Thì làm sao? Mày có cao kiến gì à? Sao đối tác vẫn chưa đến vậy? Dạ... Em cũng không biết được. Để em gọi lại xem ạ. Ơ... Ai gọi đến giờ này nhỉ? Alo ạ? Vâng đúng rồi. Có chuyện gì thế ạ? Dạ. Được rồi, tôi đến ngay. Có chuyện gì vậy? Em xin lỗi chủ tịch, nhà em có việc bận, em xin phép về trước ạ. Gấp thế cơ à? Dạ, lúc khác em nói với chủ tịch sau. Chủ tịch, anh gặp đối tác một mình nhá. Em xin phép ạ. Anh làm cái gì vậy? Tôi không rảnh đâu. Tôi đang bận đấy. Bận cái gì chứ? Là anh gọi em đến đây đấy. Anh nói gì cơ? Anh đã nhẹ nhàng với em rất nhiều lần rồi, thế nhưng em lại ngoan cố, cho nên anh phải dùng đến cách này thôi. Này, các người định làm gì đấy? Em biết nấu cơm không? Chúng ta cùng nhau nấu cơm nhé. Anh đúng là điên thật rồi. Anh muốn bị ngồi tù à? Đúng. Thằng này điên rồi đấy. Chẳng phải tất cả do em ruột ép anh sao? Anh Hải, anh phải thật bình tĩnh. Đây không phải chuyện đùa đâu. Em nghĩ anh đang đùa? Không có chuyện đó đâu. Anh có biết việc mình làm nghiêm trọng thế nào không hả? Thằng này từ xưa đến nay không biết sợ trời sợ đất là gì. Em đừng có dọa anh. Bỏ tôi ra! Bỏ tôi ra! Em cứ yên tâm, anh sẽ bỏ em vào khách sạn. Đi! Có ai đâu! Cứu tôi với! Thả cô ấy ra! Anh về rồi ạ? Anh sao thế? Em hiểu rõ hơn anh mà, sao còn hỏi anh? Anh nói thế là sao ạ? Anh báo công an rồi, anh Hải đã bị bắt. Lần này anh sẽ không nhẹ tay với anh Hải nữa. Anh nói gì cơ ạ? Anh nhanh nói cho em biết đi. Anh Hải đã gây ra tội gì vậy? Em diễn cũng giỏi đấy. Em diễn gì cơ? Anh không tin là anh Hải dám hành động liều lĩnh như vậy đâu. Anh nói vậy là có ý gì? Bản thân em hiểu rõ hơn anh, đừng giở vờ nữa. Vậy thì anh định làm gì? Hay anh định giao em cho công an à? Anh không nghĩ em lại hồ đồ thế đâu.
Em làm như vậy không phải cho bản thân mình. Anh hiểu điều đó mà. Đừng bao biện nữa. Như vậy chỉ khiến anh thất vọng với em hơn thôi. Em xin lỗi. Là em sai. Người em cần xin lỗi không phải là anh, mà là Phương Anh. Em tìm cách nói chuyện với cô ấy đi. Tha thứ hay không là quyền của cô ấy. Ok, anh. Thế còn anh thì sao ạ? Lò đấy. Về chứ nhỉ? Để tao thanh toán. Chủ quán, tính tiền đi. Dạ em gửi anh ạ. Cái gì? Sao đắt thế nhỉ? Ăn mấy món mà đắt thế này. Biết thì anh ở nhà còn hơn. Thôi, đưa tao trả cho. Ê, thôi anh, cứ để cho anh Tài trả đi. Đúng rồi, tao gọi mày đi để tao trả cho. Đợi anh một tí nhá. Còn nữa. Đây nữa. Em cứ đợi anh tí, anh còn mà. Dạ vâng ạ. Đấy, đây này. Đâu rồi nhỉ? Thôi, anh để em. Đây em, cầm tiền của chị vào thanh toán trước đi. Em làm gì đấy? Của em cũng như của anh mà, có sao đâu. Thôi, về mình tính sau. Vậy anh cảm ơn nhé. Ơ, anh xếp quần áo đi đâu đấy? À, anh về quê. Mấy cái này là quần áo cũ, anh sắp xếp lại để anh mua quần áo mới. Tự nhiên xếp quần áo cũ mua quần áo mới. Thì anh về quê mà. Về quê phải mặc quần áo mới cho lịch sự. Với lại anh hết tiền rồi nên anh mới quyết định bán hết quần áo cũ để thêm tiền mua quần áo mới. Em thấy mấy đồ này vẫn dùng được mà. Hay anh cứ để đây đi, xong em dắt anh đi mua đồ mới nhá. Nhưng... em mới lĩnh lương xong, anh không phải lo. Vậy anh cảm ơn em nhé. Anh yêu em nhất. Chỉ giỏi nịnh người ta thôi. Em biết không, lần nào về quê anh cũng đau đầu. Cả năm nay anh thất nghiệp rồi. Chắc đợt này về quê anh phải đi vay tiền đấy. Anh cần bao nhiêu mà phải đi vay tiền? 20 triệu. Em nghe thì có vẻ là lớn thôi, nhưng thật ra thì không lớn đâu. 10 triệu anh sẽ gửi cho bố mẹ. Còn 10 triệu kia, tiền vé máy bay, tiền sinh hoạt các thứ. 20 triệu ấy, là anh còn tiết kiệm rồi đấy. Mấy cái đấy em không phải lo. Anh đã tính hết cả rồi. Anh sẽ vay người này, mượn người kia. Mượn người kia không được, anh sẽ vay nóng. Alo anh Vinh ạ. Dạ vâng em đây. Dạ vâng, em đồng ý vay 20 triệu anh ạ. Anh cứ chuẩn bị cho em. Dạ. Lãi suất 50% á? Em làm gì đấy? Anh bị điên à? Tự nhiên đi vay nóng làm gì? Lãi cao như thế làm sao mà trả được? Thì anh không có, chả phải đi vay à? Này, em chuyển khoản cho anh rồi đấy. Kiểm tra lại đi. Có tiền rồi này. Em lấy tiền ở đâu ra đấy? Tiền này là tiền tiết kiệm của em. Phòng khi có chuyện gì gấp thì em mang ra dùng. Nhưng mà bây giờ anh không có thì em chuyển cho anh thôi. Cảm ơn em vì đã giúp anh. Không có em, anh thật sự không biết phải làm sao cả. Này, về quê cho em gửi lời hỏi thăm bố mẹ nhá. Em yên tâm, anh về quê anh sẽ bảo bố mẹ, con dâu tương lai của bố mẹ, gửi lời hỏi thăm. Được rồi, đi, nhớ đi sớm về sớm đấy. Ok, anh đi nhá. Phương Anh. À, anh Nam. Thằng Tài có nhà không em? Anh Tài đi về quê rồi, mấy hôm nữa anh ấy mới lên cơ. Có việc gì gấp ạ anh? Phương Anh, nó có gì tốt mà em thương nó ghê vậy? Tự nhiên anh qua đây nói gì lạ vậy? Có chuyện gì à anh? Ai cũng biết là nó đang lợi dụng em. Tại sao em cứ đâm đầu vào thế? Anh ấy có lợi dụng em gì đâu. Anh ấy đang thất nghiệp, không có tài chính. Còn em thì đang ổn định, có thu nhập cao hơn.
em giúp đỡ anh ấy thì đâu có gì sai. Với cả em là bạn gái anh Tài mà. Anh biết em là một người rất tử tế. Nhưng em xứng đáng có một người bạn trai gấp trăm lần thằng Tài. Anh cũng yêu em mà. Em biết như vậy, tại sao không chọn anh mà lại cứ chọn thằng Tài? Đủ rồi đấy anh Nam. Anh đi về đi. Nếu anh còn tiếp tục đề cập đến vấn đề này thì em không muốn nói chuyện với anh nữa. Em đuổi anh về cũng được. Nhưng trước hết em xem cái này đã. Anh có mang quà lên cho em đây. Em có thích không? Đây là đặc sản dưới quê anh đúng không? Chính xác. Em nói chuẩn luôn. Đây là quà quê, nhưng mà mỗi tội hơi đắt. Mấy nay anh về quê, tiền đi lại, tiền ăn uống, tiền xăng xe, anh tiêu hết luôn. Anh thấy món quà này đẹp quá, anh cố vét hết trong người để mua cho em đấy. 500.000 lẻ. Thế à? Vậy thôi, anh giữ lại mà ăn trừ cơm đi. Phương Anh, em đang nói gì vậy? Tháng sau mà anh không xe tiền nhà với em thì anh dọn ra ngoài ở đi. Em sẽ gọi bạn em đến để xe tiền phòng. Em có biết từ nãy đến giờ em nói linh tinh cái gì không? Cứ tiền tiền. Em trở thành thực dụng như thế từ bao giờ đấy? Anh bảo ai thực dụng? Xem đi. Này con người yêu tao, nó tưởng tao về quê mua cho tao một đống quần áo mới. Chưa hết nhá, nó còn cho tao 20 triệu tiền tiêu vặt. Uầy, tao tiêu á, mỏi cả tay. Ngon. Nói chung, kiếm tiền quá dễ. Tao nói có mấy câu thôi, nó đã lòi tiền ra rồi. Mấy năm nay nó nuôi tao suốt, tao có mất đồng nào đâu. Kể ra nhá, làm trạng vương á, sướng thật. Khá, thôi mày khá đấy à. Uống nước này, tao mời. Ủa? Em đến clip tôi đưa ra. Em theo dõi tôi đúng không? Cái đấy bây giờ còn quan trọng à? Trước giờ tôi thương anh nên tôi mới lo cho anh. Nhưng mà trong mắt anh, tôi chỉ là cái máy để cho anh rút tiền mà thôi. Tôi ngu thì tôi mới đâm đầu vào anh, tôi chịu. Suốt thời gian qua, những gì tôi đưa cho anh, tôi lo cho anh. Coi như đấy là bài học của tôi đi. Tôi không tiếc tất cả những thứ đấy đâu. Chia tay đi. Nó trốn đâu rồi? Gọi ra đây. Anh ơi, chồng em không có nhà đâu ạ. Đêm hôm rồi anh nhỏ nhỏ tiếng tí cho hàng xóm người ta ngủ. Chắc lại đi nhậu chưa về chứ gì. Gớm nữa, nợ tiền không giả, có tiền đi ăn nhậu à? Dạ, chuyện này... Chắc là nó trốn ta trong nhà đúng không? Anh ơi, em đã bảo là không có nhà thật mà. Nó đâu rồi? Khổ quá, em đã bảo với anh rồi là không có nhà. Thế là thằng Tài không có nhà thật à? Dạ không ạ. Thế là mình làm nháy đi. Anh làm cái gì tôi đấy à? Theo em, anh định làm gì? Mà em muốn anh làm ở đây hay là trong phòng ngủ vợ chồng em? Anh mà làm mấy cái trò bậy bạ đấy là tôi hét lên đấy nhá. Hét à? Hét to lên. Hét nữa đi. Anh lại càng thích. Buông tôi ra. Buông tôi ra. Thôi để nó đi. Thằng Tài trông thế mà có con vợ ngon quá. Đúng là số hưởng thật đấy. Anh xong rồi thì anh đi về đi. Tí nữa anh Tài anh về lại xảy ra chuyện đấy. Có chuyện à? Anh Thách nó dám làm gì anh đấy? Nó đang nợ anh một số tiền rất lớn. Ngoan đi, rồi anh cho trừ nợ dần cho nó. Anh đi về đi. Hẹn gặp em lần sau nhé. Cái đồ lăng loàn này, tại sao mày để nó làm nhục mày trước mặt tao? Anh còn dám chửi tôi nữa à? Nếu như mà anh không gây nợ ấy thì nó còn đến tận nhà tìm, xong rồi đè tôi ra không à? Lúc đấy anh ở đâu? Anh chui rúc trong chân như một con chó.
Tại không ra anh bảo vệ tôi đi. Cái loại đàn ông như anh ấy là cái loại hèn, đốn mạng. Em đến rồi à? Chịu anh ấy. Hẹn cái quán gì mà gần nhà em thế? Nhỡ mà chồng em biết thì sao? Có gì đâu mà sợ ghê thế. Nhớ quá, cho anh hôn cái đi. Không được. Làm gì đâu mà sợ. Nó còn không dám xuất hiện trước mặt anh. Nó mà láo, anh đấm chết ngay. Em biết rồi. Thế nhưng mà bây giờ mình không sợ nó thì cũng phải sợ bản dân thiên hạ chứ. Anh ấy, cái chuyện này có hay ho gì đâu. Phải để em có tí mặt mũi chứ. Thế bây giờ em bảo anh phải làm thế nào? Anh là nhớ em quá đây này. Hay là mình đi khách sạn đi. Ý kiến hay, đi. Mấy hôm nay ngủ với nhau suốt rồi, còn ngại nữa không? Anh ấy, nói thế cũng nói được. Em là con gái, anh phải để cho em ngại tí chứ. Anh hỏi thật nhá. Hôm nọ anh đè em ra nhà em, cảm giác thế nào? Anh này nữa, cứ nói mãi chuyện đấy thế. Thì anh với em mới quen biết nhau, lần nào gặp cũng làm chuyện đấy. Không hỏi chuyện này thì hỏi chuyện gì? Cho anh biết, em có thích không? Thì cũng có. Chứ nếu mà không thì làm gì có những lần sau như thế này. Đến lần thứ hai anh đã biết rồi. Mê gần chết còn giả vờ. Trước kia em lấy anh Tài là vì anh ấy hiền lành, điềm đạm. Thế nhưng mà càng ngày càng đổ đốn, chơi bời rượu chè lêu lỏng. Mà nhất về cái khoản ấy chán lắm. Hai dập ba xoa xong rồi thở dốc. Em chả cảm nhận được cái gì cả. Nói chung là bây giờ bọn em sống với nhau vì tình nghĩa thôi, chứ cũng chả trông mong gì được cả. Ui thôi, em đừng nói mấy cái chuyện này nữa, mất hứng lắm. Làm cái nữa cho có hứng đi. Anh này. Alo. Tôi đi đâu thì kệ tôi. Ở nhà làm gì? Để cho cái thằng chủ nợ của anh đến tìm nữa à? Khốn nạn mà. Anh thấy chưa? Bây giờ em cứ lấy cái cớ đấy xong rồi chửi hắn ta, có dám ho he gì với em đâu. Xong rồi đợi một thời gian nữa em ly hôn, lúc đó chẳng ai nói gì được em cả. Em cũng thông minh đấy. Mà thông minh thì phải được thưởng. Ngọc ơi, Ngọc. Ngọc, em đi đâu vậy? Anh buông tôi ra đi. Bây giờ tôi sẽ đi ra khỏi cái nhà này. Anh muốn làm cái gì thì anh làm. Thằng chủ nợ nó có băm vằm bánh giá thì tôi cũng mặc xác anh. Em à, anh xin lỗi. Anh cũng đâu có muốn như vậy đâu. Em. Anh buông tôi ra đi mà. Em. Buông tôi ra. Đều quen biết nhau hết rồi đúng không? Nhưng tao đập mày trước rồi nói chuyện sau. Cô làm cái gì đấy? Anh không cần phải bênh nó nữa. Sau lưng anh nó cặp kè với bao nhiêu thằng, anh không biết gì à? Sao? Anh không tin à? Nó cặp với anh ta đấy. Mà đen cho nó, anh ta lại là bồ tôi. Tôi sẽ cho anh xem clip chúng nó hú hí với nhau. Xem đi. Đồ khốn nạn. Vậy mà mày còn chửi rủa tao. Sao mày tỏ ra mày tội nghiệp á? Từ bây giờ các người muốn làm gì thì làm. Tôi không liên quan đến cô ta nữa. Anh Tài, anh đừng đi mà. Anh cứu em với. Anh Tài, cưng. Anh Tài. Cưng đập nó cho em. Lúc cưng vui vẻ với nó hăng say như nào thì đập nó y như thế cho em xem. Nếu được thì em sẽ tha lỗi cho cưng. Còn không ấy, thì cưng sẽ không nhận được một đồng chu cấp nào cả. Đập đi. Anh ơi, em xin anh đấy. Anh hư lắm đấy nhá. Hôm nay dám qua đây một mình. Vợ anh gặp là chết đấy. Vợ anh nó đi làm rồi, làm sao mà biết được.
Nhớ anh quá à? Nếu muốn chết đi được ấy. Anh thương. Ơ, tụi anh về rồi anh. Chị Ngọc mới qua à? Ừ, chị vừa mới qua. Còn nấu ít chè, mang sang cho hai đứa ăn thử. Vâng, chị chú đáo thế. Tài, vào lấy chè cho Phương Anh ăn đi. Chè ngon lắm. Để anh bảo anh lấy cho em ăn. Thôi, giờ này còn ăn chè gì nữa. Em về sớm là để nấu cơm cho anh đấy. À, tiện thể có chị Ngọc ở đây, hôm nay chị ở lại ăn cơm với vợ chồng em đi. Thôi, phiền hai đứa như thế chị ngại lắm. Có gì đâu mà phiền, bữa cơm thôi mà. Anh nhỉ? Đúng rồi ạ, chị ở lại ăn cơm với vợ chồng em cho vui. Thôi hai đứa cứ ăn đi, chị về đưa thằng cu đi viện cái. Từ sáng giờ nó cứ nóng nóng, chị lo quá. Thằng cu bệnh à chị? Thôi chết, thế hai mẹ con đi bằng gì ra viện ạ? Chị đi bằng taxi thôi em ạ. Cũng biết là tốn kém, thế nhưng mà cũng có nhờ được ai đâu. Đấy, cái số làm mẹ đơn thân nó khổ thế đấy. À, hay là anh lái xe đưa mẹ con chị Ngọc ra viện đi. Chứ để chị đi một mình như thế, em không yên tâm. Vậy, thế hộ chị tí nhá. Ngại ghê cơ, hai đứa cứ tốt tính quá. Dạ. Mình đi thôi chị. Này, anh nhớ đi cẩn thận đấy. Anh biết rồi, ở nhà nấu cơm đợi nhé. Đi chị. Anh có tin nhắn này em? À, hình như chị Ngọc nhắn tin cho anh hay sao ấy. Anh quên mất. Muộn rồi chị không gọi được ai, cho nên nhờ anh qua sửa ống nước. Anh qua sửa hộ chị đấy nhá. Hay là anh cho em qua bên đấy cùng đi, sẵn tiện em thăm thằng bé luôn. Thôi, vợ ở nhà nghỉ đi. Giờ này chắc thằng bé nó cũng ngủ rồi. Anh qua sửa xong cái là anh về luôn. Ờ cái gì? Ngủ đi, xong anh về. Em đúng là ngu thật mà. Tự nhiên lại đi yêu người đã có vợ. Thế nhưng mà anh có biết là em thương anh nhiều lắm không? Vậy à? Chỉ cần anh ở bên cạnh em, chăm sóc cho hai mẹ con em, thì lén lút như thế nào em cũng chấp nhận được hết. Em yên tâm, anh sẽ không để em thiệt thòi đâu. Nhưng mà em đừng nhắn tin ban đêm cho anh nữa biết chưa. Hồi nãy em nhắn tin và anh suýt đọc được đấy. Ôi thôi chết, em cứ tưởng là Phương Anh ngủ rồi cơ. Nhưng mà ai bảo em nhớ anh quá mà. Sai sót quá, nhưng mà cái sai sót này rất là đáng yêu. Từ sau em cứ gửi tin vào mail cho anh ấy, ký hiệu như đợt trước là anh đọc được. Ừ, em biết rồi ạ. Hôm nay em sung thật đấy. Làm anh chiều em xong mệt hết cả người. Mà anh về đây, đi lâu quá con vẫn biết là chết đấy. Không được, em muốn anh ở đây với em cả đêm cơ. Ngoan nào, em tham vừa thôi. Mà anh lại qua nhé. Em, sao em lại qua đây? Việc sửa ống nước của anh là ở đây đấy à? Cái giường. Im. Anh còn định kiếm cớ gì nữa? Anh định bảo là cái giường này hỏng? Anh tiện tay sửa luôn đi à? Câm mồm lại cho tôi nhá. Còn chị nữa, nửa đêm, đêm hôm khuya khoắt rồi, chị gọi chồng tôi qua sửa ống nước là để ôm mắt như thế à? Phương Anh à, nhưng mà chưa chắc hai người đã chịu dừng lại ở cái việc ôm ấp đâu đúng không? Chị xin lỗi. Xin lỗi? Chị làm chuyện đấy với tôi xong, giờ chị xin lỗi thì chị nghĩ tôi sẽ bỏ qua cho chị à? Này, chị xin lỗi tôi, xong chị có cắt đứt liên lạc được với chồng tôi không? Hay là lại gian díu mập mờ sau lưng tôi mãi? Hả? Em à, anh xin lỗi. Anh biết là anh sai rồi, không bao giờ có lần sau nữa đâu. Cũng chỉ vì anh thấy hoàn cảnh của chị ấy, một thân một mình nuôi con, tội nghiệp quá, cho nên anh mới động lòng thôi. Đúng rồi đấy Phương Anh à, chồng em, anh ấy rộng lượng lắm. Chắc là do anh ấy thấy chị một mình nuôi con vất vả, cho nên mới giúp đỡ chị thôi.
Nhưng mà bọn chị lỡ có tình cảm với nhau rồi. Chị biết là bọn chị sai nhiều lắm. Nhưng mà chị xin em tha thứ cho anh Tài. Bởi vì anh ấy chưa hề có ý định phản bội em. Còn mọi chuyện cứ để chị bế con tránh xa nơi này, tránh xa cuộc sống của hai vợ chồng em. Phương anh nhá. Im mồm. Hai người mua máy cái gì trước mặt tôi thế? Thương cảnh mẹ quá con côi à? Bế con đi thật xa ư? Con định lừa dối qua mặt tôi đến bao giờ? Đứa bé là con của ai? Hả? Là con của ai? Hai người im lặng chứ gì? Thế chứng tỏ điều tôi nghi ngờ là thật. Anh tưởng bao nhiêu tin nhắn qua email của anh tôi không đọc được à? Anh sai rồi. Tôi đọc được hết. Bao nhiêu tin nhắn ký hiệu của hai người suốt 2 năm trời. Rồi có với nhau một đứa con. Xong anh dẫn cô ta về đây. Sống với nhau như hàng xóm để tiện bề chăm sóc hai mẹ con đó. Sao hai người khốn nạn quá vậy hả? Em à, anh biết là anh sai rồi. Em tha cho anh một lần được không? Tha lỗi? Không có chuyện đấy đâu. Tôi nói cho anh biết, tôi và anh sẽ ly hôn. Tôi không bao giờ muốn dùng chồng chung cả. Tại vì sao? Đồ gì dùng chung ấy cũng rất là bẩn thỉu. Tôi và anh sẽ gặp nhau ở tòa. Mà tiện đây tôi cũng nói luôn, tôi chúc hai người hạnh phúc. Em